Câu rap này là nghĩa là không có những con quái vật dưới gầm giường. Cái gì đã bạn nói? Có những suy nghĩ trong đầu của anh. Rồi, hãy vứt chúng ra khỏi đầu. Máy tay rằng xíu, con của chị đã đang vậy nè. Không có những con vật ở dưới gầm giường. Hãy vứt ra khỏi suy nghĩ của anh. Vô, hai, đi. Para para pa ta ta ta. Hai, đi. Không có những suy nghĩ ở trong đầu, hãy vứt nó ra khỏi suy nghĩ của anh gì đó, gì đó. Chưa. Không có những con quái vật dưới gầm giường. Lộn. Hai, ba. Không có những con quái vật dưới gầm giường, chỉ có những suy nghĩ trong đầu của anh mà thôi. Hãy vứt chúng ra khỏi đầu, vứt. Mở. Chị mở tay thoáng ra. Tạc, đúng rồi đó. Đó. Xong rồi là tát à. Rồi cái này được rồi. Cái này là trick. Đánh là hướng thẳng người lên như này chị. Đó, còn của chị là đang bị bùm chắc thôi. Hướng giữa. Bùm chắc. Bật. Vậy là phải chắc ra vậy rồi bật lên vậy thôi. Chắc ta. À xong rồi pom. Cái đó thì được. Ta bạc ta bom bùng chát chum. Cái gì? Nhảy cái này nó tại vì nó phải bùm không, chị cong lưng là nó ra bị cái khác. Đúng rồi, tặc vậy luôn. Tại vì cái tấn của chị nó phải ở dưới thì cái người của chị nó phải bùm là cái lưng nó phải cong lên xíu. Bùm. Đúng rồi. Sao mình lên xuống. Chị cũng quay đầu hai quả này. Kệ em là ai mà đôi bờ vai là cái lăn ta ngay sai. Ooh la khi đường cong em thấy kia cơ mà. Ooh la ngọc ngà sexy lady. Yeah. Hay quá. Chưa bao giờ chị nhảy cái dáng này luôn nha. Tại vì lần này chị không để bánh bèo nữa. Chị phải chất lên. Nhưng hai quả bánh bèo nhất là chị em mình. Hai đứa bánh bèo nhưng mà lại bảo nhau là thôi đừng bánh bèo nữa, bây giờ phải cắt đi. Nhưng lên vẫn. Xong rồi. Cái tay này đi. Thả lỏng luôn. Rồi tay trái cầm lên lại nè. Không, cầm ngược lại, xoay cái cổ tay lại, đúng rồi, gặp hai gót chân vào mông của mình nè, kéo ngược. Đau lắm nào. Ngồi bình thường. Rồi, chân này gác lên mông này. Rồi ngước cổ lên. Rồi cái này tên là snack nha, mình chui qua giống con rắn á, nên là tên là snack nè. Rồi ngước cổ lên nó sẽ xoay vậy. Trong mặt quá. Ôi, là thực sự là quay như này luôn á hả? Đúng rồi, nó sẽ quay như này. Kiểu. Rất là tiền đình nha. Rồi. Rút cái tay ra lại. Trở về vị trí ban đầu. Ok, rồi đi xuống. Sao xuống? Đau quá, không tụt xuống được. Ơi. Hai chân luôn. Trời ơi, em yêu. Chị đã về. Trời ơi. Thật em sự luôn đấy. Đi mà, đi công đi việc mà thân xác thì ở đó mà hồn thiệt thì ở đây. Là ở đây. Nhưng chị yên tâm. Quá, em yêu ơi. Ở đây chúng em đã xử gần xong hết rồi. Nhưng mà xong. Thấy hình ảnh mọi người chụp gửi thông báo tình hình mà chị thấy xót xa quá em ơi. Không phải cái cảm giác mình kiểu mình cứ nhói lên trong lòng ấy. Ôi, không sao em chị ơi. Em ổn. Chị lo quá. Đấy, chị lo quá là bởi vì sao? Chị cảm giác như thấy chưa như thế này. Thế thì ở đây là Nhật Anh là biên đạo của em. Nhật Anh chính là người biên đạo cho em cái vòng solo. Cái bài solo của em là trộm vía chính là Nhật Anh. Bài mà chị phải thẳng thốt nên nằm xuống. Đúng rồi chính đây, đây đạo diễn đấy. Trời ơi, có cần phải băng keo khắp mọi nơi thế này không hả trời? Nhưng mà cái khó ở đây chị đang nghĩ đến là tất cả những cái động tác đó rồi cái lúc phần hát như thế nào em phải kiểm soát nó làm sao. Em hát trước đấy, em hát xong rồi em mới leo lên cột. Lúc trên cột thì em không có hát. Ok. Đấy, em đã tính trước cái đường những đôi chút trên này là không cỡ nào hát được. Thì đấy, cho nên chị mới đang nghĩ đến là nếu như đang có một số những động tác khó mà nếu như đang phải trong cái câu hát thì nó sẽ làm sao. Thực ra em cũng ngồi em suy nghĩ nhưng mà khó luôn, khó thì biết là ai đầu á. Xong rồi em cũng nghĩ là thôi không có nghĩ nhiều nữa, bởi vì là thực ra mình đừng coi đây là tiết mục thi đấu á, mình cứ phải nghĩ là đây là một tiết mục biểu diễn cho khán giả đi thì mình sẽ đỡ phải suy nghĩ gì, thì mình cứ làm hết sức mình thôi. Chứ ví dụ mà em nghĩ là ai đang hát bài đấy em sẽ bị áp lực. Đúng rồi, thì cũng như chị cũng vậy thôi. Bây giờ mình nghĩ đến cái bài hát cá nhân của mình đấy. Đấy, thì cho nên là bây giờ mình cứ nghĩ đây là một tiết mục biểu diễn của mình cho khán giả. Đúng rồi. Nơi cho em hai điểm spot, một điểm ở trên và một điểm ở dưới. Không. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21h15 trên kênh VTV3, 21h45 trên YouTube Gia One Show và ứng dụng Onlala, thứ Bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.